Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở lại câu chuyện phần 2 với bác Khương Hữu Điểu. Bác Khương Hữu Điểu năm nay 87 tuổi ở San Francisco, và hôm nay bác đến với chương trình truyền hình Dân Sinh để mà chia sẻ cùng quý vị, kể lại cho quý vị nghe cái cuộc đời cũng như những cái câu chuyện lý thú của bác về một cái giai đoạn mà bác sống lớn lên ở trong cái giai đoạn đất nước còn là thuộc địa của người Pháp. Rồi sau đó bác đã đi học, đã vươn lên sang du học tại Hoa Kỳ và trở về nước làm việc. Và hôm nay cái phần quan trọng là bác muốn chia sẻ cùng quý vị về những cái gì mà bác đã làm được trong giai đoạn của Việt Nam Cộng Hòa. Xin được mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện với bác Khương Hữu Điểu sau đây. Cháu xin được chào bác một lần nữa. Dạ vâng. Thưa bác, hôm nay hai bác cháu mình sẽ đi đến cái câu chuyện mà nhiều người rất là mong muốn được biết. Lần trước bác đã kể chuyện là bác đã đi du học tại Mỹ, học ở MIT về đất nước. Rồi bác nói rằng là giỏi nhưng mà cũng còn có cái may, bác đã được bước chân vào làm việc cho chính quyền. Thì cái khúc đó bác nói cái may là ở chỗ nào thưa bác? Cái may là lúc ông Âu Trường Thanh được cử làm Tổng Ủy viên Kinh tế Tài chánh. Yeah. Là cũng Việt Nam mình có được ông Âu Trường Thanh vì kinh tế gia, đối với quốc nội và quốc ngoại là người rất có tài. Yeah. Tuy nhiên, ông là thuộc thế hệ học bên Pháp về. Yeah. Trong đó viện trợ Mỹ là cả tỷ đô la một năm. Yeah. Là do Quy Kỳ. Yeah. Thì một người nói tiếng Pháp đi thương lượng với Mỹ về cái cả tỷ đô la vậy, mà mỗi ngày đều phải có gặp gỡ thì cũng hơi khó. Yeah. Thành ra ông Âu Trường Thanh mới đi kiếm một người nào để mà làm cái công tác đó. Yeah. Thì cũng may tôi lúc đó là, theo Mỹ nói đó, the right man at the right time at the right place. Yeah. Thì tôi ở MIT về, thì tôi đối với mấy người Mỹ tôi ít có mặc cảm hơn. Yeah. Thì tôi thấy thoải mái, không có bị complex. Đồng thời tôi cũng làm việc ở New York, tôi yeah. biết người Mỹ làm việc cách nào. Và tôi trước khi làm cái công tác mới này đó, yeah. tôi cũng làm được 6 năm trong lĩnh vực kinh tế kỹ nghệ Việt Nam. Nhờ vậy mà khi ông Âu Trường Thanh đưa tôi lên đó, tôi kéo cài rất mau lẹ với ổng. Một trong những chuyện đặc biệt của thời kỳ đó đó là trong lúc chiến tranh Việt Nam bị... Xin bác có thể cho cháu biết lúc đó năm nào không bác? 1966. 1966. Nghĩa là kinh tế bị inflation, là bị... Lạm phát. Lạm phát rất cái bằng galloping inflation đó, nghĩa là lạm phát phi mã. Yeah. Thì một nước mà đương có giặc mà kinh tế bị lạm phát phi mã đó là nặng nề lắm, bởi vì dân chúng còn phải sống nữa. Thì ông Âu Trường Thanh rất giỏi, là lần đầu tiên trong đời tôi mà tôi với ông Âu Trường Thanh phá giá đồng bạc Việt Nam. Yeah. Từ 1 đô la ăn có 35 đô la. Nhưng mà cái chức vụ ông Trường Thanh, Âu Trường Thanh lúc đó là gì, và chức vụ của bác là gì? Là hồi đó đó cái mà Tổng Ủy viên Kinh tế Tài chánh, nếu nói theo bây giờ đó là Tổng trưởng Kinh tế Tài chánh. Còn tôi đó là phụ tá Tổng Ủy viên Kinh tế Tài chánh, là Thứ trưởng Kinh tế Tài chánh. Yeah, vâng. Thì bị lạm phát phi mã đó, nhiều nước phá giá đồng bạc đó. Mỗi lần phá giá đồng bạc đó là kinh khủng lắm, không có nắm vững cái tình hình nó ổn. Ông Âu Trường thiệt là giỏi. Thiệt là giỏi là ông liên lạc được với viện trợ Mỹ đó, xin Mỹ cho Việt Nam đem về vàng khối đó đủ để mà đối đáp với cái số bạc khổng lồ đương có lưu hành. Yeah. Khi nào mà anh có bạc giấy và anh có vàng, mà khi nào vàng với bạc giấy đó, ai muốn đổi nhiều cũng có được đổi đó, thì nó không có bị mất giá, không có lạc, không có khủng hoảng. Yeah. Mà khi mà anh không có vàng đó, thì nó đi mua vàng không có đó, thì tự nhiên vàng lên 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 hoài, thì cái đó là sập tiệm đó. Yeah. Mà anh Thanh giỏi lỗi đó, cái bữa mà phá giá đó, lần đầu tiên tôi mới thấy ở trên phòng họp Bộ Kinh tế đó, hai cục vàng khối như cục gạch lớn vậy nè. Yeah. Để bàn cho dân chúng coi, nói đâu ra, bởi vì tin tôi đi, Việt Nam bây giờ đó có vàng bao nhiêu nè, ai có bạc bao nhiêu mua đó, đều đủ vàng để mà bán hết. Nhờ có vàng vậy mà về vấn đề tâm lý đó, họ thấy sao mà vàng nhiều quá, mà bây giờ nếu mình đem bạc á, mình đổi vàng đó, thì mình ngậm cục vàng đó, đâu tiền vốn làm ăn. Yeah. Kẹt, thành ra không dám ngậm vàng. Yeah. Không dám vàng thì mình phá giá đồng bạc vững như thường. Yeah. Cái đó là một cái chuyện mà cả đời tôi đó tôi mới được, nghĩa là may mắn học bài và trả bài cái chuyện mà phá giá đồng bạc. Nhưng mà cháu hỏi thật bác, chứ bên đây tụi cháu cũng đi học kỹ sư 4 năm ở Mỹ, kỹ sư thì biết kỹ sư thôi, sao bác cũng học kỹ sư, bác về bác biết làm kinh tế hay vậy? Xin lỗi anh á, gia đình tôi là những người làm ăn. Yeah. Cái chuyện làm ăn á nhiều nghĩa lắm. Yeah.
làm ăn mà lại cái họ Khương Hữu đó, yeah. vừa làm ăn mà vừa có máu Tàu nữa đó, yeah. cái người Tàu mà làm ăn đó thì anh biết, yeah. mà có học thức nữa đó, yeah. thì hai cái đó cộng lại đó có, yeah. có phần phát triển, yeah. tức là bác học về kỹ thuật, tức là học về thành kỹ sư, nhưng mà đầu óc của bác cũng có một cái khái niệm về kinh tế, bởi vì gia đình thương mại, thương mại. Thí dụ tiệm vàng đó, anh, yeah. anh làm tiệm vàng làm thương mại, nhưng thì... mà thương mại của một cái gia đình nó khác với thương mại của một quốc gia chứ bác. Tôi hiểu, nhưng mà đó khi mà anh học tới cái đại học rồi mà tới ở master đó thì luôn luôn ngộ lắm, ở trong cái chương trình học đó nó có luôn ba chuyện kinh tế rồi mới dính luôn à, yeah, tức là chứ, những môn phụ à, chứ không phải là bù lông con tán không, yeah. à cái người học bù lông con tán đó mà nếu khéo chút đó có luôn mấy cái economics rồi đó, nó yeah. nằm luôn ở trong cái bằng cấp của mình có, yeah. có dạy, nó yeah. có dạy, yeah. rồi bây giờ bác kể tiếp chắc cái khúc này là khúc hấp dẫn. Rồi sau khi mà cái Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1966 đó, là thực sự Việt Nam mình có nền kinh tế chưa? Thực sự Việt Nam mình đã có những cái kiến trúc hạ tầng chưa? Đó, chính cái chỗ mà mình đi ra từ cái thuộc địa đó thì cũng như là muốn lên đài mà cục tay cục chân không có đủ gì là lên đài đó, yeah. thì tôi cũng may mắn là ngay cái chỗ lại trống đó, đó lại tôi được nhóm mấy chục người anh em học mấy đại học ở trên thế giới mà giỏi đó về đầu quân làm việc với tôi. Tôi gọi bây giờ đó, đến ngày hôm nay tôi gọi là bác còn nhớ ai không? Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Đức Cường, Trần Văn Khởi, Dầu Quả, anh Khôi là đầu tư, anh Phí Minh Tâm là diện định chuẩn, nghĩa là tất cả những cái chuyện đó đó, nhóm gà nòi tôi đó đứng ra nắm hết, nghĩa bác, là bác là người tiền trọng, bác là người mời về. Thật tình đó, tôi anh em làm với tôi trên 50 năm nay mà bây giờ họ vẫn còn gọi tôi là hoặc là ông Bầu Gánh, hoặc là anh Cả, hoặc là anh Chim Đầu Đàn, kể cả anh Hoàng Đức Nhã rồi mấy anh đó, đối với tôi đó họ vẫn còn tốt đẹp như thường cái chuyện đó đó. Yeah. Thì bác có thể xin bác và bác kể cho mọi người được biết bác đã làm những gì trong giai đoạn đó. Thì trước một những chuyện mà cái này hơi đặc biệt chút đó là lúc tổng động viên đó thì theo lẽ đó là bên quân đội gồm hết mấy người kỹ sư đi vô, yeah. động viên với người ta, tức là đi học về Mỹ về không cần biết, nghĩa là hết. Bây giờ động viên á thì động viên ai cũng động viên hết, yeah. bình đẳng mà, yeah. kiểu đó, nhưng mà như vậy là như là tự thiêu tự chết á, yeah. bởi vì cái xứ mới tiến lên mà có kỹ sư gì làm nhà máy chạy sản xuất này kia rồi hốt mấy người kỹ sư hết thì đóng cửa tiệm nhà máy, thì em biết thời buổi này mà anh đóng hết mấy nhà máy đó là anh đóng luôn cái xứ mình luôn, yeah. mà tôi cũng may mắn là tôi lúc đó được là cũng như là anh em ở Mỹ về đó lập cái hội cựu sinh viên đại học Mỹ, yeah. thì họ bầu tôi làm chủ tịch hội cựu sinh viên đại học Mỹ, yeah. thì như vậy á tôi nuôi gà nòi nhiều lắm, yeah. biết là mấy trăm gà nòi, yeah. thì tôi mới đại diện cho cái cơ quan của tôi là phát triển kinh tế. Cháu phải giải thích cho quý khán giả được biết ý của bác điệu gà nòi đây, tức là những người có khả năng, những người kỹ học kỹ sư bên Pháp về mà dưới con quan điểm của bác, gà nòi khác gà thường, gà nòi là có chân đá, có khả năng đấu đá bằng bác, ừ. đó bác phải nói gà nòi chứ không có tên nuôi gà thiệt. Thì cái nhóm tôi kêu nhóm gà nòi đó, yeah. là tôi lên Bộ Quốc phòng, yeah. tôi bào chữa cho cái việc mà bắt hết mấy người kỹ sư đi rồi kinh tế sập tiệm đó, yeah. thì tôi có nói cái xứ mình chậm tiến đó, thì cái nhóm mà đi học được tú tài toán khoa học đó là rất là ít rồi, ừ. rồi khi mà ít đó, đó đem cái đám gà nòi có cửa có giải tốt rồi đó lại đem lên Phú Thọ mài cửa thêm 4 năm nữa là ra được kỹ sư, là đã rất ít rồi, rồi đem hốt hết cái kỹ sư đó đi tập cho bắn súng đó. Tôi nói xin lỗi quý vị á, mấy anh đó ra mặt trận mình nghe súng đó không chừng chạy còn lẹ, mấy anh không có bằng cấp nữa là một, nhưng mà mấy anh đó phải cần đi về đặng mà cho những nhà máy Việt Nam chạy. Nhờ cái chuyện tranh đấu mà tôi nói ở Việt Nam không ai cấm ăn cà ri hết á, nhưng mà nếu nấu cà ri á thì kiếm gà thịt mà nấu chứ đừng có bắt gà nòi mà có cửa đàng hoàng đi đá đi nấu cà ri cái đó chết, yeah. nhờ vậy mà chính phủ lập ra cái mà việc đoàn trừ bị, yeah. vì vậy mà những anh em mà cái tuổi mà đi lính á nhờ cái việc đoàn trừ bị đó kỹ sư đó về
sở đi tiếp tục như thường, tức là biệt phái, hồi xưa gọi là biệt phái đó, được biệt phái về, nghĩa đi học 7 tháng đi về đàng hoàng. Mà thiệt tình cái đó không phải là chuyện riêng tư. Cái xứ mà đi bắt hết mấy cái nhà máy đóng cửa rồi đi quýnh giặc thì cái đó là đường cung. Thì vậy mà tôi nói thật, tôi kể như tôi dân sự tôi thắng được cái mặt trận đó. Nhưng mà cái thành tích của bác cho thấy cũng là đặc biệt, là bởi vì cháu, gia đình cháu cũng có những anh em được biệt phái về, tức là những người có đi học, nó gọi là tài nguyên nhân lực chứ sao, chất xám của đất nước. Mà phản bác, anh tưởng tượng thí dụ mình đưa có 100 cái nhà máy mà thuộc địa ra được 100 nhà máy mừng quá rồi. Bây giờ đi hốt mấy kỹ sư thì 100 nhà máy đóng cửa chứ nó chạy. Nên, rồi chưa hết, khi mà có nhà máy đó mình lúc đó cũng dốt về management lắm. Xin lỗi, với hồi đời tôi về đó theo pháp dạy về Việt Nam làm việc đó không có nêu cái vấn đề management, không có vấn đề quản trị xí nghiệp. Tôi về tôi làm ngân hàng đó, tôi cho vay để cất nhà máy. Nhưng khi cất nhà máy đó mình đi thâu nợ. Tới chừng đi thâu nợ đó mới thấy rõ ràng là cái nhà máy là một chuyện, nhưng mà không có cái quản trị đó, không có cái management đó thì không có trả nợ nổi nữa. Mà cái xứ còn không tiến nữa. Vì vậy đó, tôi thấy Việt Nam thiếu một cái rất quan trọng là cái Management Association. Tôi lập ra cái hội quản trị xí nghiệp. Rồi tôi đi nhờ Mỹ viện trợ giúp mấy người giáo sư rồi giỏi của cái Management Association của Mỹ đó gửi giáo sư qua dạy Việt Nam làm thế nào là quản trị một cái xí nghiệp. Nhờ vậy đó mấy cái viện bào chế, mấy cái xưởng rồi kia đó nó gửi người đi học chăm tiền rồi vô vui vẻ lắm. Nghĩa là có kết quả cụ thể không bác? Đó thì nó mạnh đến nỗi họ mừng. Cái khi nào cái người mà làm ăn á mà họ mừng, họ muốn gửi người họ đi học quản trị đó, là cái đó là anh cũng như anh đá banh mà anh xuất vô gôn vậy đó. Rồi bác ở cái vai trò của bác là trong cái vai trò thứ trưởng kinh tế, bác còn làm được thêm những điều. Cháu có thấy đất hồi xưa nó có những khu kỹ nghệ Biên Hòa thì, cái đó có phải bác lập ra không? Thì đó thì tôi như vậy, tôi còn sót cái chỗ đó là muốn phát triển đó, nó phải có những cái cơ sở để phát triển. Mà trong thuộc địa thì Tây đâu có muốn đẻ cái đó ra. Thì bây giờ tôi về đó, tôi lập ra được những chuyện sau đây. Là anh muốn xuất cảng đó, anh phải có cái viện định chuẩn là ở Mỹ là Bureau Standard đó. Là anh đóng cái chuẩn này cao, đi được bảo đảm mới xuất cảng được. Thì như vậy đó, anh Phí Minh Tâm nó cũng MIT về làm, lo cái viện định chuẩn. Rồi đó, hồi xưa đó, muốn làm cái nhà máy đó, anh lợi chỗ này xin chữ ký, chỗ kia xin chữ ký, bộ canh nông, bộ kỹ nghệ, bộ công chánh lung tung. Nó khùng luôn, nó không biết làm sao nó cất hết đó. Tôi nói, vô đây chỉ một chỗ thôi, vô một cái cửa của tôi đó, tôi lo hết mấy chuyện kia rồi lo mà cất. Rồi cất cái không có đất này kia đó, tôi lập ra 500 mẫu ở trên khu nghệ Biên Hòa đó. Tôi cho xẻ đường, tôi cho điện, cho telephone, nước này kia, lặn lên tới đó đó, cất. Thì cái đó là cái phần thứ gì đó, khu kỹ nghệ. Thì có diện định chuẩn nè, cái Management Institute nè, đang dạy cách quản trị nè. Rồi có đất, có nhà máy nè. Rồi lúc đó mình ai cũng cần cái ngoại tệ sở hữu, ngoại tệ đô la đó. Thì ở gần mấy cái thương cảng đó, cất một cái kiểu một Export Processing Zone. Nghĩa là anh làm cái hàng rào rồi anh đem đồ ngoại quốc vô khẩu đóng thuế. Anh ráp đàng hoàng hết rồi, xuất cảng ra, nghĩa vô ra. Lẹ rẹt rẹt vậy đó, nó mới là đủ để cạnh tranh với tụi Đài Loan rồi đó. Thì ở thương cảng Sài Gòn nó có cái Export Processing Zone đó. Rồi như ở Cần Thơ, ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ tôi cũng may mắn là tôi điều đình với Trung Hoa Quân Dân Quốc đó, nó cho tôi mượn một chiếc sáng lớn nhất của xứ nó, đem qua thổi cát ở sông Mekong đó, thổi lên trên Cần Thơ, bởi vì Cần Thơ là đất ngập nước, phải cát lên như thế đó. Thì tôi làm những công nghệ đó, nghĩa là từ không có gì hết mà đem được chiếc sáng lớn nhất thổi cát ở sông Mekong lên làm mấy cái đó là nghĩa toàn là nghĩa thời kỳ của tôi đó. Nhưng mà trong cái thời lúc đó, cái vai trò của bác ở cái chức vụ thứ trưởng đó, bác là người đề xướng ra cái đó, nhưng mà rồi có đó, cái nó có phải là chính sách của Việt Nam Cộng Hòa không? Thật ra cái chính sách phát triển đó, nếu thuộc bài thì có một bài phải làm mấy cái chuyện giống như anh ráp lại cái người ta đó thì phải có tay chân mặt mũi rồi, thì cái đó sách vở dạy rồi. Anh muốn làm phát triển mà theo cái thông thường đó thì anh phải có 7, 8, 9 bộ phận đó, phải có cái đó dễ, cái đó dễ. Nhưng mà cái vấn đề khó đó là anh phải có người biết vô đó giao rồi biết làm đó. Đó thì tôi may mắn là mấy con gà tôi kêu gà nòi đó, toàn là tôi lựa gà tiễn ở bên mấy trường tốt ở Mỹ không à. Như đám gà tôi đó là 3-4 mạng là MIT nè, rồi Stanford nè, rồi Purdue nè, rồi mấy cái đại học mà lớn Ivy League đó,
nhào vô tôi hết, mà đứng ra điều khiển hết. Nghĩa là nếu mà nói gì cái vấn đề cạnh tranh đó, mấy thằng Đông Nam Á khác đó, gà không bằng gà tôi nữa. Bởi vì mấy thằng Tàu này kia học ở đâu thì giỏi là mấy đường đói đâu hơn nữa được. Nó vì vậy mà mình thua có 3-4 năm thôi à. Bây giờ là thua 50 năm chứ còn nhưng mà xưa. Rồi lúc đó thực sự ra muốn mở phải có vốn, bác làm sao bác có vốn? Thì cái ngân hàng nó có từ năm 7 năm nay rồi. Thì ngân hàng phải có vốn. Rồi chính phủ ở ngân hàng quốc gia đó có lập ra cái quỹ phát triển. Thì giống như mấy thứ cái quỹ phát triển nó chăm tiền vô trong mấy ngân hàng, ngân hàng chăm cho cái kỹ nghệ. Kỹ nghệ nó làm nó trả tiền lợi, rồi cái tiền mà trả lợi đó cho vay lợi chạy vòng thành ra nghĩa là anh có ít nhưng mà anh chạy vòng như cũng thành ra có phương tiện để trong cái thời gian mà bác làm cái công tác đó thì nó mất bao nhiêu năm rồi bác mới hình thành được toàn bộ những cái điều bác nói? Thì cái tôi kéo cài mà đúng mức là 1965 cho tới 75 thì tôi được 10 năm làm cái là thiết tình làm không, nhưng mà ý cho nói rằng là cái nền móng đó đã được hình thành thực sự để mà nó trở thành gọi là có production, tức là nó có sản xuất thực không, sự. Thì trong thí dụ như trong 10 năm đó, 5 năm đầu là rồi thì 5 năm sau là chạy nó bán rồi. Rồi cái khu kỹ nghệ Biên Hòa bác dựng lên lúc đó nó có nhiều xưởng máy không? Nó có tới 100 xưởng không? Nhiều không thì có, trời, chính cái chỗ hấp dẫn đó là ở trong cuốn sách tôi có ghi, đó. Ghi hết mấy cái đó. Mấy chuyện tể này đó đều có nằm ở trong cuốn sách tôi hết, bởi vì tôi 700 trang rồi, mà có hình ảnh rồi đàng hoàng lắm. Bây giờ bác có thể cho cháu một cái nhận xét rằng là nếu Việt Nam Cộng Hòa trong cái bối cảnh mà có được những người như bác và những gà nòi của bác mà tiếp tục xây dựng thì mình có thể vượt hơn những các nước Đông Nam Á khác không? Cái hồi đó đó, xin lỗi, tôi cũng may mắn là cả đời tôi đó là vô trường học á là dồn chung quanh chạy đua. Tôi ngồi đâu là xung quanh tôi lại tôi kể những người chạy đua với tôi. Thì khi tôi ngồi ở Sài Gòn đó, tôi dòm tôi thấy Singapore, Đài Loan, South Korea, Philippines, Thái Lan đó, thì tôi quen chạy đua trong đại học đó. Tôi về tôi ngồi Sài Gòn đó, tôi cũng làm giống hệt vậy ha. Tôi dòm xung quanh coi mấy nào chạy đua tụi nó. Thì hồi lúc đó đó, thật ra nếu mà nói về cái nhóm đầu não đó, mình học những cái đại học nhờ Mỹ viện trợ nhiều đó, mấy cái trường đại học của Mỹ đó cao hơn những người mà của tôi đó, cao hơn những người mà đương làm ở mấy cái xứ khác nữa. Thì mình đi qua bên Singapore học nhiều lắm, bị gần kế bên qua con giờ hồ à. Tôi đó đi học với hồi đời mà Lý Quang Diệu đó, đi học bài với tụi đó, khi mà anh học sát vậy đó, anh thua chừng vài ba năm à. Vì cái này đó, chưa vài ba năm à. Nhưng mà trong lúc mình quấn giặc đó, nó được cái may mắn là đô la của tụi Mỹ đó nhiều quá đi. Nó hốt đô la về, nó đã yên tĩnh, mình hốt được đô la, thì đô la cộng với cái sức của nó đi tới, trong lúc mình bị đì là chiến tranh, đấy không được, mà đô la của mình đó, là đâu phải của Mỹ, đô la của Mỹ đâu phải của mình, còn tụi nó đô la thiệt, tụi Mỹ RNI này kia đó, nó gom đô la, thành ra nó, tất cả cái đám gà chung quanh mình đó, nó lợi dụng cái đô la của chiến tranh Việt Nam á, nó tiến lẹ quá, mình không có thèm chạy kịp nữa. Nhưng mà mình chỉ thua Singapore chứ còn mình có thua Mã Lai hay là Thái Lan không? Mã Lai cũng thua như... không, cái tuổi Korea với lại Đài Loan á thì nó trên chân mình vài năm. Ngoài cái trên chân đó, nó nhờ cái Thái Bình với giặc nổi đó, không là hai thằng chạy nhau mà thằng bị giặc là cũng thua rồi. Đó, nhưng mà không phải cái loại mình 10 năm không có. Nhưng bây giờ Cộng sản Việt Nam đó thua mấy chục năm vậy đó. Mà thua mà không có đường lên, còn mình ở đó đó thua mấy năm mà có đường lên. Tại thời cuộc nó thay đổi không chạy tiếp được, chứ chạy tiếp được đó, mình có đường lên. Bây giờ tôi thấy cái cách mà Việt Nam làm kỹ nghệ đó là ông làm gì, nếu áo kịp được thằng Korea với lại Đài Loan nữa không có. Kẹt. Mỗi một người lãnh đạo đó bác đều có một cái character và được những cái người chung quanh người ta cảm phục. Bây giờ trước khi mà hai bác cháu mình chấm dứt cái câu chuyện sự nghiệp của bác có nhớ câu chuyện gì bác đối với mọi người, với anh em sao mà mọi người ta vẫn có sự cảm phục để làm việc cho bác không? Tôi thấy cái công thức mà thành công nó cũng không có khó lắm đâu. Thí dụ như cái nhóm tôi đó, một cái này hơi chi tiết, nhỏ nhưng mà mỗi tuần đó, thí dụ tôi cho mỗi một người, cái gà nòi thôi đó, cho một cái đề tài cho một tháng trời, đi về học bài đàng hoàng hết. Rồi sáng thứ ba đúng 7 giờ rưỡi đó, khi chuông reo đó, vô ngồi 40 người, ai đi trễ đó, cho ngồi ngoài với thư ký, không cho vô. Rồi lên đó đó, có tấm bảng đen, đi lên đó thuyết trình cái dự án mà họ đã học trong một tháng trời đó, nói đàng hoàng hết rồi đó, 39 người kia đó, đổ câu hỏi vô,
đã phá cái chuyện đó. Xong rồi hết á, tôi là bầu gánh á, tôi phải có can đảm lên, tôi ra trận với họ. Tôi nói theo tôi đó, cái cách trình bày này nè, chỗ này trúng, chỗ này trật, vậy vậy nè. Tôi dám làm đó. Thí dụ như nhiều khi cái chuyện nhỏ mọn đi lên thuyết trình, mà trong lúc anh viết bài thuyết trình á, anh dòm bảng đen á, rồi anh viết vậy nè, rồi người ta sau lưng á, dòm cũng không thấy nó viết gì nữa. Hay là nhiều khi lên nói tiếng éo éo, cái người ngồi tuốt đằng chót đó, họ cũng không nghe nữa. Những cái loại lặt vặt tôi mỗi tuần á, tôi rèn gà kiểu đó đó. Mà bây giờ đó, mấy anh đó bây giờ qua đây đó, ảnh làm cho quốc tế gửi đi ngoài quốc đó, ảnh ra ảnh làm public speaking đó, họ nhớ những ngày đó, họ về thì họ nói với tôi, họ nói anh Điệu ơi, bây giờ qua đây thấy anh cười vậy, thấy vui vẻ, chứ hồi đó tụi tôi mỗi lần mà lên thuyết trình đó, cái điều đái quần vậy đó, không, tôi rèn vậy mà anh thấy không, mà tôi có can đảm 7:30 tôi đóng cửa thiệt. Nhưng hôm nay bác có rèn luôn cả ông Hoàng Đức Nhã đó mà, đúng không, bác có câu chuyện nào vui về ông Hoàng Đức Nhã không? Thôi cái chuyện đó chuyện cá nhân, chuyện riêng thôi, chứ rồi lên TV tôi không muốn. Thưa bác, bây giờ bác có thể tiết lộ cho cháu biết, với cái tuổi của bác rồi mà viết một bộ sách mà dày tới 2 tập mà 700 trang như thế này, làm sao bác viết nổi, và bác viết bao nhiêu năm thưa bác? Thật ra thì từ ngày đi học cho đến ngày ra trường, cái môn mà tôi ngán nhất, nhiều khi sợ nhất đó là viết lách. Vì tôi muốn học ngành kỹ sư, tôi chỉ lo học toán này kia, tới giờ mà về viết bài tiếng Việt hay tiếng Pháp này kia đó, tôi ngại lắm. Nhưng mà khi mà tôi hưu trí đó, thì theo cái sự hiểu biết về khoa học bây giờ đó, cái óc mình đó, khi hưu trí đó, coi chừng nó ở không á, nó có thể nó bị Alzheimer. Thì vậy mà những bác sĩ bạn với tôi đó, một trong những cách đó mà đừng có bị Alzheimer đó là nên tìm cái việc làm gì mà cho óc đó, nó được mài mỗi ngày cho đừng xét. Thì lúc đó tôi không có nghĩ đến viết sách, mà tôi chỉ tìm cách gì để cho óc chạy thôi. Thì ngồi viết đó, thì tôi cho là khi mình viết thì óc phải chạy. Thì vì đó mà tôi khởi sự là không phải để viết sách, mà để cho đừng bị cái bệnh Alzheimer. Mà viết thì năm 10 năm đầu tôi cũng không biết viết cái gì, mà viết cũng không ra cái gì hết á. Tới chuyện trời thương tôi làm sao không biết. Bữa đó tôi đứng đợi ở nhà sách để phương tọa đó, có cái tủ sách đề Xuân Vũ. Tôi lấy làm lạ vô, tôi thấy một anh nó tên Xuân Vũ mà có nguyên cái tủ 60 cuốn sách. Tôi mới lật ra thì tôi thấy ở trong trang 29 á, thằng Khương Hữu Điểu là bạn học của tôi ở trường Mỹ Tho. Tôi nói trời đất ơi, cái anh Xuân Vũ này mà, tôi xin lỗi, tôi ban đầu tôi cũng nghĩ Xuân Vũ là không phải người nam thì cũng có Xuân Vũ. Thật ra với anh nói là tôi có biết ảnh tên là Bùi Quang Triết. Dân Mỹ Tho. Đi học với tôi. Mà có anh trưởng nữa cũng học, ba đứa tôi đó đi chiếc Bắc Mỹ Tho Rạch Miễu chung nữa. Ngô Quang Trưởng đó. Thì anh Xuân Vũ, anh nói, anh tả lời tôi, mấy người mà viết nghe 62 cuốn nhảnh á, cái óc mấy người đó nhớ dài lắm. Anh tả nhiều cái chi tiết ở Mỹ Tho tôi không tưởng tượng được. Thì tôi biết là anh này thiệt tình chứ không phải vậy. Thì rồi đó, anh lại muốn giúp tôi viết, nhưng mà nhà anh sống ở Houston lận, mà anh không biết xài email computer nữa. Anh dạy tôi á, anh viết bằng viết tay đó, 60 trang mà phải đi gửi nhảy bưu điện gửi cho tôi đó, dạy bằng cách đó đó. Thì dạy tôi vừa thuộc bài là anh chết. Thành ra tôi cũng hơi ngại, mình viết sách mà tới chừng mà tôi làm được mấy, tới chừng mà tôi gửi thì bạn bè đọc đó, thì bạn bè bà con đấy, tôi có nhiều cái chuyện có bộ hấp dẫn à, thành ra thôi đừng có xài cái chuyện thông thường, thôi góp lại đi thành cuốn sách. Thì từ đó mới là khởi sự góp, nghĩa là 10 năm nay đó. Thì tôi mới đi từ đầu đến cuối, đến nay là được 700 trang. Giờ cháu hỏi thiệt bác chứ, bác viết một cái cuốn truyện, bác là người Việt mà lại bác lại chọn viết tiếng Anh, bác có ý gì không đó không? Thật ra tôi không có nghĩ tới tiếng Việt Nam đó, là bởi vì cái chuyện tôi viết đó, tôi muốn cho người trên thế giới đọc về giặc Việt Nam. Bởi vì thế giới nó 7 tỷ người, còn Việt Nam mình có 80-90 triệu à. Thì mình viết tiếng Việt Nam 70-80 triệu làm sao mà ai mà đâu có ai biết. Mà mấy người Việt Nam nhiều khi họ không mua sách nữa làm sao biết. Thì tôi viết vì vậy, mà tôi nói tôi viết để đặng cho thế giới đọc. Nghĩa là Ấn Độ đọc cũng được, mà Nhật Bản đọc cũng được, mà Âu Châu đọc cũng được. Vì vậy tôi muốn vấn đề này, vấn đề
tôi muốn quốc tế biết nước Việt Nam thì phải viết bằng tiếng Anh. Cháu mọi người mà đọc cuốn sách nói rằng là cái cuốn sách của bác thì viết tiếng Anh mà bác lại chính tay bác viết, mà thường thường đó, người ta viết sách người ta lại nhờ một người khác viết, bác là người kể chuyện, tại sao bác lại chọn cái giải pháp bác chính bác là người viết? Tôi cái đời tôi bạn bè nhiều lắm, thành ra tôi có nói trong đầu tôi có mấy người bạn học mà dân Mỹ đó, thì đối với bạn học dân Mỹ mà từ 52 tới bây giờ đó, thì nó mà nghe mình viết sách đó, nó sẽ giúp mình tiếng Mỹ dễ dàng lắm, mình viết rồi mình nhờ nó phụ vô thêm. Cái chuyện khó là cái gì ở trong cái tờ giấy đó, còn cái chuyện ngôn ngữ đó thì bạn bè tôi chung quanh thiếu gì. Nó thì vậy tôi có nói trong lúc tôi đi học đó, 4 năm bạn đó, nó ủi tôi thêm, nó cho nước tôi nữa. Rồi trong lúc tôi đi làm 20 năm Mỹ đó, tôi có bạn Mỹ rồi, bạn nhà nghề mà thành điệu mà viết viết sách đó, nó ủi tôi thêm nữa. Từ đó tôi có nói lúc đầu đó 7-8 người yểm trợ tôi cái chuyện này. Vì vậy mà tôi thấy tôi rất chịu làm kiểu này là gì. Nhiều khi mình nói mình Việt Nam á, muốn đi in sách phải mướn mấy thằng editor Mỹ á, nó vuốt lại. Tôi là không chịu, tôi nói tôi là người Việt Nam, tôi viết tiếng Anh và có trật 10% theo cái kiểu tôi muốn, có trật 10% là người ta biết cái này là thằng Việt Nam viết á. Tôi thích. Còn bây giờ cũng như mình, tôi có cái áo sơ mi trắng của tôi rồi đưa cho tụi nó đổ Audrey Raven trắng bóc ở trọi, thôi đâu phải là tôi nữa. Cái áo sơ mi của tôi đó phải có chấm, phải có ăn có dính nước mắm dính dầu vậy mới là áo của tôi. Còn cái áo mà trắng bóc ở trọi thằng Mỹ nào cũng có, tôi không chịu vậy. Vì vậy cuốn sách tôi đó, có thể quý vị thấy có nhiều cái cũng còn Việt Nam mới đóng. Nghĩa là không phải nói tiếng Anh mà theo thằng Anh. Mà chính như vậy cũng... như vậy mới biết là của tác giả Khương Hữu Điệu đúng không? Mình làm sao mình chịu chứ, mình đâu có nhờ người ta đi mua nước tẩy độc để mà làm dấu trắng. Bây giờ cháu hỏi thiệt bác, cháu xin được đại diện cho quý khán thính giả là những độc giả tương lai của bác. Vậy trong hai cuốn sách này, nếu mà người độc giả đọc được thì người ta nhìn thấy được những cái điều gì? Bác gửi gắm những điều gì trong đây? Có những cái chuyện tự nhiên mình với Mỹ thì cũng có chết sống nhau lâu năm đó. Thì trong này có những cái chuyện mà tôi dính líu với người Mỹ đó. Thì cái đó là một cái đặc biệt. Một cái chuyện... bác nói rằng là bác tiết lộ những cái chuyện mà nó gọi tương đối là bí ẩn hồi xưa. Nghĩa là trong lúc mình làm việc người Mỹ đó, có nhiều cái cách giao thiệp mà không giống ai hết. Nghĩa là tôi với Mỹ như vậy thôi chứ ít có người nào mà giống cái kiểu đó. Thì cái đó là một chuyện. Một chuyện khác nữa là lúc đầu đó thì tôi tả cái đời sống rất là thanh bình của đồng bằng sông Cửu Long. Thiệt tình, cái xứ mình hấp dẫn đối với Đại Hàn, đối với Korea, đối với Nhật Bản đó, cái xứ nó phì nhiêu quá sức tưởng tượng. Tôi rất tiếc là bây giờ nó hơi tan tành chút. Nhưng mà tôi có tả những cái chuyện mà cây trái phì nhiêu, đời sống thoải mái này kia ở trên miền Nam, tôi có tả cái, cái lúc đó đó rồi. Rồi cái lúc đi qua Mỹ đó thì cái thời kỳ khó khăn đó cũng ít người khó khăn, bởi vì sau này Mỹ mà khi mà gửi Việt Nam đi học ở bên Mỹ đó thì nó gửi 4 năm thì rồi 5 năm nữa rồi đi về để rồi khỏi lo. Còn tôi hồi đời của tôi đó 52 đó, nó gửi có 1 năm mà nó không nói rõ ràng nữa, tới chừng qua mới 2-3 tháng nó nói là năm sau đuổi về. Thì đó, vì vậy nó mới đẻ ra những cái biện pháp mà để tồn tại ở nước Mỹ. Dạ vâng, thưa bác, bây giờ cháu xin được hỏi thăm bác là bác có rất là nhiều những hình ảnh ở trong đây, không biết làm thế nào mà bác có thể gọi là đi tìm tòi lưu trữ được rồi đưa nó vào trong cuốn sách đó. Thì vì vậy mới có cái chuyện 10 năm là mỗi hồi tôi chạy thì chỉ xách cái túi áo, quần áo nhỏ rồi chạy thôi chứ không có đem theo hình ảnh gì hết. Nhưng mà bị bạn bè tôi sống bên Âu Châu, gia đình tôi có bên Âu Châu cũng nhiều, với hồi tôi đi học ở Mỹ đó tôi có gửi hình về. Thì sau này đó mấy người cháu tôi đi về thăm Việt Nam đó, mỗi lần về đó tôi có nhờ ghé những cái nhà mà còn sống rồi ở bên Việt Nam đó, rồi xin cái album của họ, rồi xin lại mấy tấm hình cũ đó, nó ráp qua. Rồi một mớ bên Pháp thì tự nhiên họ chạy đó, họ cũng gửi lại. Rồi lúc mà đi học ở Mỹ thì cũng mấy gia đình Mỹ mà bạn bè đó, họ có giữ mớ, thì tôi gom trong 10 năm tôi gom góp từ Việt Nam, từ Âu Châu, rồi từ ở Mỹ, có những tấm hình này là một. Cái quan trọng nhất thời buổi này đó là phải đi lên Google. Là bởi vì á, Google nó là cả triệu cái thư viện, cả triệu cái thư viện mà nằm ở trong tầm tay trong vài phút là
Thí dụ như tôi có mỗi buổi sáng 20 người thư ký đó, tôi gửi đi 20 cái thư viện. Không bằng một mình tôi ngồi đó, tôi đi 20 thư viện, tôi gom hình ảnh lại đó. Tôi nhờ cái Google nó mạnh đến mức đó đó, mà tôi gom góp tất cả. Thì cái khó khăn nữa đó là khi mình gom góp đó, mình cũng không biết quyền tác giả là sao. Thành ra trước khi in cái này, tôi cũng chịu khó đi ngồi lại với những người mà chuyên môn để mà trả lời cái chuyện copyright. Yeah. Thì cũng may với tôi là trong sách tôi đó chỉ có vài ba hình đó, cần bỏ là đủ rồi. Nhờ vậy mới ra công bố được, chứ không á, cái nhóm copyright đó nó kiện cả chục ngàn đô la. Yeah. Nó nói mình ăn cắp hình rồi đó. Yeah. Thì tôi thì may là không có ăn cắp hình. Yeah. Yeah. Bây giờ cái câu hỏi chót được hỏi thăm bác, chứ bác hoàn tất cuốn sách rồi, bác cảm thấy như sao? Thiệt tình tôi không dè là cái môn mà trời cho tôi ngán nhất, sợ nhất á, lại là đến cái tuổi già đó, lại là một cái dự án rất là hấp dẫn nhất đời tôi. Bởi vì cả gia đình tôi đó không có ai viết sách hết á. Yeah. Mà cả Việt Nam á, mấy người kỹ sư á kêu một dân bù lô con tán. Ít có viết sách lắm. Yeah. Mà tại sao tôi viết được? Thì cái đó một chuyện thiệt tình là một cái chuyện rất là hấp dẫn cho đời, cho cái tuổi già của tôi. Yeah. Giờ sở dĩ có tiếng Việt Nam là vậy. Thật tình tôi ban đầu tôi chỉ muốn tiếng Anh thôi. Yeah. Nhưng bạn bè nhắc lại nói anh Điệu anh đừng có quên nha, Việt Nam mình giờ gần 100 triệu rồi. Tôi mới giật mình, thiệt tình bây giờ 90 mấy triệu rồi. Thì nếu mà gần 100 triệu đó thì thôi cũng ráng dịch ra. Vì vậy mà khởi sự đó bằng tiếng Anh rồi dịch ra tiếng Việt. Thì trong lúc dịch anh biết dịch ra nó cũng có cái, nó mất cái phần nào, có kẻ phần nào. Thí dụ như đối với người ngoại quốc á, mà anh cho họ coi là sầu riêng, vú sữa, mận, ổi, xoài đó là cái chuyện rất hấp dẫn. Nhưng mà đối với người Việt Nam họ có thể hơi cười tôi đó, trời anh này không đem mận, đem ổi, đem chụp vô này kia. Thì cái đó là cái chuyện mà tôi phải giải thích, là bởi vì hồi thiên nguyên thủy á, đối với tụi mấy cái cây lạ đó, đối với tụi Âu Châu, tụi Âu Châu, tụi Á Rạp đó lạ lắm. Yeah. Nhưng đối với Việt Nam thì nó quá thường, xài ổi mận đó. Yeah. Nhưng mà trong đây trong sách tôi có vụ đó. Yeah. Rồi nhà lá này, cái kiểu mà đồng bằng sông Cửu Long đó, thì đối với người Việt Nam đó, trời ơi, chuyện này thông thường quá mà đem gì. Nhưng mà ngược lại, đối với người hồ tôi viết là người không phải Việt Nam đọc đó, mấy đó là hấp dẫn. Yeah. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, quý vị vừa mới nghe chúng tôi tâm sự với bác Khương Hữu Điệu. Bác là tác giả của tác phẩm It Miss West. Và thưa với quý vị, đây là tác phẩm bằng Anh ngữ, là tác phẩm chính. Còn một ấn bản khác bằng Việt ngữ. Và quý vị có thể nhìn thấy những hình ảnh rất là đặc biệt ở trong đây mà bác Điệu đang hãnh diện. New York Times. New York Times đã nói về bác Điệu từ năm 1956. Là thủ khoa. Là thủ khoa của trường đại học MIT. Mà đây là một niềm hãnh diện của ông, mà đó là một niềm hãnh diện xứng đáng, bởi vì ông là một là người sinh viên Việt Nam đầu tiên học ở MIT. Thưa với quý vị, hôm nay thì chương trình Dân Sinh rất hân hạnh được giới thiệu cùng quý khán thính giả khắp nơi hai bộ tuyển tập của bác Khương Hữu Điệu. Và chúng tôi đặc biệt là xin mời quý vị đến tham dự buổi ra mắt sách sẽ được tổ chức tại Phòng hội Santa Clara County 70 West Harding Street, San Jose vào ngày Chủ nhật 22 tây tháng 10, và chương trình bắt đầu từ 1 giờ cho đến 5 giờ chiều. Chúng tôi xin được mời quý vị đến tham dự, là bởi vì trong ngày hôm đó quý vị sẽ được dịp gặp bác Khương Hữu Điệu, 87 tuổi, một nội công thâm hậu, nói vang vang và còn có sức quyến rũ làm rung động lòng người. Xin mời quý vị nhớ đến tham dự ngày ra mắt sách. Bây giờ thì cháu phải chia tay. Xin được cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất là nhiều. Cảm ơn anh Nam. Và hẹn gặp bác trong ngày ra mắt sách thưa bác. Cảm ơn anh Nam. Dạ vâng.